Đáng lẽ 2 tuổi sẽ là thời điểm trẻ nói được nhiều câu rõ ràng, rành mạch. Ấy thế mà con chị Liên ở Bắc Cạn lại chưa nói được từ nào, kể cả các từ đơn giản như gọi cha, gọi mẹ. Không chỉ vậy, càng lớn con càng nghịch ngợm, đêm thì trằn trọc khó ngủ khiến chị vô cùng lo lắng, bất an. Nhưng từ khi sử dụng cốm Egaruta, con chị đã ngoan ngoãn biết nghe lời, nói được nhiều từ hơn và đêm không còn quấy khóc nữa. Để hiểu rõ hơn về giải pháp mà chị Liên đã áp dụng thành công ngoài sự mong đợi, cùng lắng nghe chia sẻ của chị ngay sau đây. Alo? Em chào chị ạ, chị Liên ơi, chị còn cho cháu sử dụng Egaruta không? À, mình cho cháu sử dụng hết cái liều đấy rồi. À, thế ạ. Cái quá trình mà điều trị chị thấy bạn ấy có đỡ không hả chị? À, bây giờ thì đỡ hơn lần trước thật. Dạ, đỡ hơn. Ở dạ, cái tình trạng ngủ nó không quấy khóc đêm, xong rồi ăn uống thấy dễ vào hơn. À, thế ạ. Và trước đây chị thấy con có biểu hiện như vậy nên mình tự điều trị hay là chị có đi khám ở đâu không ạ? Ừ, cái giờ đấy mình có đi xuống viện Nhi Trung ương mà, xong khám thì bé nhà mình là nó chậm nói thôi, thế bảo thế, nhưng mà mình cứ thấy nó có một số cái dấu hiệu của tăng động ấy, thế là mình thấy cái cốm này, thế là mình cứ tự ấy thôi. Bác sĩ có cho thuốc gì không? Không thuốc, không dùng cái gì đâu. Cái hôm đấy mình đi khám thì bác sĩ hả là bây giờ chưa dùng thuốc gì đâu, là không cần phải dùng thuốc, thế là mình cũng chỉ cho sử dụng cái cốm này thôi. À, thế ạ. Bây giờ ngôn ngữ của cháu phát triển tốt hơn không hả chị? À, thấy nói được nhiều hơn rồi đấy, nói đỡ hơn, nhưng mà vẫn thấy ngọng lắm. Ngôn ngữ của bạn ấy cũng sẽ có cái phần hạn chế, nên là mình cũng phải dạy thêm cho bé nữa mới ổn dần được. Thực ra với cái rối loạn tăng động và cái rối loạn về ngôn ngữ nó hay đi song hành với nhau ấy chị ạ. Với cái bệnh lý này thì nó không có gì nguy hiểm cả, và chủ yếu là gia đình tự giáo dục hành vi ở nhà và mình dùng thêm các cái sản phẩm để hỗ trợ thôi chị ạ. Trước em thấy chị trao đổi là cháu khó ngủ, bây giờ bạn ấy còn khó ngủ không hả chị? Ngủ thì đấy dễ hơn rồi. À thế ạ. Trước đây là kiểu trước khi vào giấc ngủ là trằn trọc nó không ngủ được, hay là trong lúc ngủ hay giật mình khóc? Cứ đến nửa đêm 1-2 giờ ấy là khóc, bắt đầu khóc khoảng 30 phút ấy. Ờ đấy, quấy thời gian đấy là liên tục luôn. Bây giờ đi học thế cô bảo là đợt trước đi học nha, là không chịu ngồi một chỗ đâu. Thế xong từ lúc mình sử dụng xong là cũng kiểu giáo dục hành vi, đi theo đến lớp cô bảo bây giờ đến lớp ngồi học ngoan, không chạy nhảy linh tinh nữa. Vâng. Bạn ấy có tập trung hơn không hả chị? Có, cũng ấy hơn. À thế ạ. Em thấy cái biểu hiện mà chị mô tả, mặc dù là chưa có kết luận bệnh rõ ràng của bác sĩ, nhưng mình có thể tự nhận biết nó là một trong những cái dấu hiệu của tăng động ấy. Thì đấy. Chị cũng lên mạng tìm hiểu ấy, thấy nó có cái dấu hiệu đấy thì chị cũng lo lắm chứ. Chị mua cốm Egaruta thì chị cho cháu sử dụng mấy liều, mấy gói một ngày? Thì cái đợt đấy là bé mình chưa được đủ 3 tuổi ấy, thì là cứ một gói là chia làm 2 lần cho ngày. Nhưng mà đến lúc đủ 3 tuổi trở lên là mình cho 2 lần, mỗi lần một gói. Em thấy bé đến bây giờ thì một số cái biểu hiện của bé ổn. Em cảm ơn chị vì đã chia sẻ và quan tâm đến sản phẩm chị ạ. Em mong là sau này khi mà chị có thể giới thiệu đến cho những cái mẹ khác ấy mà có con cũng giống, có những biểu hiện giống như cháu, biết đến sản phẩm và sử dụng sản phẩm chị nhé. Mấy cái này nó dùng là không ảnh hưởng gì đúng không? Nếu mà bao giờ mà mình có kiểu điều kiện hay là đấy, là cứ dùng thoải mái hay là như thế nào thì nhỉ? Vâng, sản phẩm này thì thảo dược nên rất là an toàn chị ạ. Chị cho nó dùng ấy, không thấy ăn uống ấy, các kiểu là thấy cũng ngon miệng hơn hay sao ấy. Vâng, chắc là bạn ấy bớt nghịch ngợm, bạn ấy tập trung hơn nên là để ý đến hơn. Chị ơi, không biết là đánh giá về mức độ hài lòng khi chị sử dụng sản phẩm ấy thì chị cho sản phẩm là được mấy điểm ạ chị? Cái này nó theo sao không? Mình cho 5 sao đấy. Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ. Thế sau này chị có thể cho cháu sử dụng nhắc lại thêm một đợt nữa chị nhá. Rồi, ok. Lúc nào cần mình sẽ gọi vào cái số này nhá. Vâng, em cảm ơn chị ạ. Nếu con bạn không may mắc phải chứng tăng động chậm nói và bạn đang tìm kiếm giải pháp giúp con mau chóng kiểm soát hành vi, cải thiện kỹ năng ngôn ngữ hiệu quả, đừng ngần ngại, hãy gọi điện thoại hoặc liên lạc qua Zalo tới số 0971 024 304 để được hỗ trợ tư vấn trực tiếp. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe cốm Egaruta, giải pháp thảo dược hỗ trợ hàng đầu dành cho trẻ tăng động giảm chú ý, giúp kiểm soát hành vi, giảm nghịch ngợm hiếu động, tăng khả năng tập trung chú ý, giúp cải thiện tốt về giấc ngủ, ngủ sâu giấc. Sản phẩm an toàn lành tính đã được Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế cấp phép lưu hành.